Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ lấy những cái bài hát yêu thích cài làm nhạc chuông hoặc là nhạc chuông báo thức ở trên điện thoại iPhone nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở cái ứng dụng TikTok lên. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái bài hát yêu thích để mình cài làm nhạc chuông ở trên điện thoại iPhone. Bằng cách là đây, ví dụ như là thế là mình có thể là chọn cái bài hát này cài làm nhạc chuông ở trên điện thoại iPhone. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhấn và giữ vào màn hình và mình nhấn vào phần là lưu video. Sau khi mà cái video ở trên TikTok của mình được lưu thành công về máy thì mình sẽ thoát ra ngoài. Mình sẽ mở cái phần là album ảnh như trên điện thoại iPhone lên. Và đây là cái video mà mình vừa lưu về thì mình có thể nhấn vào phần là âm thanh để mình nghe. Rồi. Giả sử mình yêu thích cái bài hát này và mình muốn cài làm nhạc chuông hoặc là nhạc chuông báo thức ở trên điện thoại iPhone thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ mở trình duyệt Safari lên, sau đó thì mình sẽ gõ cái từ khóa là cloudconvert.com. Đây. Mình sẽ gõ cái từ khóa và mình truy cập vào cái trang web là cloudconvert.com. Nếu bạn nào mà chưa biết thì các bạn sẽ gõ cái từ khóa là cloudconvert. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang web là cloudconvert.com. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái dòng chữ là select file để chọn file. Các bạn chọn vào phần là thư viện ảnh. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái video TikTok mà các bạn vừa tải về. Ở đây mình sẽ chọn vào cái video này và mình nhấn vào thêm. Thì cái trang web này nó có cái chức năng đó là nó sẽ chuyển đổi cái dạng là video có hình ảnh và âm thanh, tức là MP4, sang cái dạng là chỉ có âm thanh là MP3. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tu như này, các bạn chọn vào audio và các bạn chọn vào phần MP3. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào phần là convert. Sau khi các bạn nhấn vào convert thì các bạn sẽ chờ một chút để cho cái ứng dụng này nó sẽ chuyển đổi từ cái dạng là MP4 sang MP3, tức là chuyển từ dạng video sang cái dạng là chỉ có nhạc thôi. Và nếu các bạn muốn, sau khi mà nó đã chuyển đổi thành công thì các bạn sẽ nhấn vào phần đây để nghe thử lại. Đó. Sau khi các bạn đã nghe thử rồi thì các bạn sẽ nhấn vào chữ download ở đây. Và các bạn nhấn vào phần tải về. Tiếp theo thì các bạn muốn thấy cái phần tải về, các bạn chỉ cần nhấn vào cái mũi tên màu xanh ở trên đây, các bạn nhấn vào phần tải về. Đó, thì đây chính là hai cái bài hát mà mình vừa tải về thành công. Rồi. Và bây giờ các bạn muốn xem cái phần bài hát này nó nằm ở đâu thì các bạn sẽ mở cái phần tệp lên. Các bạn sẽ mở cái phần tệp. Thì sau khi các bạn mở phần tệp lên thì đây chính là cái bài hát mà các bạn vừa tải về ở trên điện thoại. Các bạn có thể nhấn vào để nghe thử lại. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng App Store. Các bạn sẽ gõ cho mình cái ứng dụng có tên là GarageBand. Các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng có tên là GarageBand. Các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về, sau đó mở cái ứng dụng này lên. Các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình vòng lặp này. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào phần là tệp. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần là duyệt các mục từ ứng dụng tệp và các bạn chọn vào cái âm thanh mà các bạn đã lưu. Rồi, sau khi các bạn chọn thành công được cái âm thanh mà các bạn đã lưu rồi thì các bạn sẽ nhấn giữ vào cái đó và các bạn đưa ra ngoài. Đây, các bạn sẽ đưa ra ngoài. Ở đây mặc định thì cái đoạn này nó chỉ có 8 giây thôi. Tuy nhiên thì trong một cái đoạn nhạc chuông thì nó sẽ có tối đa là 30 giây. Và nếu các bạn muốn thêm cái phần nhạc tối đa là 30 giây thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần dấu cộng ở đây. Các bạn sẽ nhấn vào phần dấu cộng ở đây. Đó. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tiết đoạn. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta chọn thủ công. Các bạn sẽ nhấn lên để chọn tối đa là 30 giây. Đó. Các bạn lưu ý nha. Nếu như cái nhạc chuông của chúng ta, cái bài hát của chúng ta nó dài hơn 30 giây thì nó sẽ cắt đến cái đoạn là 30 giây thôi nha. Rồi. Sau khi các bạn đã chọn thành công được 30 giây rồi thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Các bạn có thể nhấn vào đây để nghe thử này. Đó. Các bạn có thể nhấn vào để nghe thử cái đoạn nhạc nha. Sau khi mà các bạn đã nghe thử cảm thấy hài lòng rồi thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Sau đó các bạn chọn vào phần là bài hát của tôi. Rồi, sau khi mà các bạn đã chọn vào phần là bài hát của tôi rồi, các bạn sẽ nhấn giữ. Rồi các bạn sẽ chọn vào phần là chia sẻ. Ở đây thì các bạn có thể chọn là nhạc chuông, và cái là chúng ta sẽ nhấn vào phần nhạc chuông. Rồi các bạn nhấn vào phần tiếp tục. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là đổi tên của cái phần này. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần xuất thì cái video của mình nó sẽ tự động nó xuất ra ngoài nha. Đó, như vậy là nó đã xuất thành công và mình nhấn vào phần ok. Tiếp theo thì mình muốn cài cái video này làm nhạc chuông ở trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ mở phần cài đặt ở trên điện thoại iPhone lên. Rồi, các bạn chọn vào phần là âm thanh và thông báo. Các bạn chọn vào phần nhạc chuông. Ở đây thì các bạn sẽ kéo lên và các bạn thấy là cái phần là nhạc chuông iPhone nó nằm ở đây. Các bạn chọn vào. Đó. Như vậy là các bạn đã cài được nhạc chuông iPhone thành công từ cái nhạc từ TikTok mà các bạn tải về. Rồi,